về tình trạng là rất là đẹp, nhưng mà có một cái là do thằng em mình nó không biết, anh em nó vệ sinh thì nó lỡ nó chà cái bê tông nó hơi mới, cái bê tông thì nó mới thiệt, nhưng mà mình á thì mình muốn để cái chai bê tông nó đúng gọi là chất của nó theo xe luôn, nhưng mà thằng em mình nó gọi là nó thích chà quá anh em, cho nên nó rửa cái đầu lòng anh em nhìn nó mới ghê không, thì nó rửa cái bê tông mà nó hơi sạch xíu nha, nó lấy xăng nó rửa phía trong này nó hơi sạch, nhưng mà nói chung là đúng bê tông zin, thì tí mình sẽ quay cho anh em sau đó. Thì hai bộ đầu lòng này hình thức rất là ok, nó đẹp luôn, Estrada nha, Estrada nguyên bản hết cho anh em nha. Một bộ này là đây, nói chung là nắp xúc bắp là chưa mở hết nha anh em, nắp xúc bắp chưa mở hết cho anh em nha. Đây một con này là đời ET12, thì con này lòng của nó là lòng HM luôn, thì con này đời nó tầm 97 anh em, 97 98 lòng HM nha. Đó, con này lòng HM nè. Và một con này là đời 99. Con này là lòng là cũng là lòng HM luôn, nhưng mà nắp xúc bắp nó sẽ là nắp xúc bắp số 8 nha. Đây. Đó. Thì hai con này anh em lấy con nào cũng được. Chung là hình thức rất đẹp nha. Con này là không có nắp xúc bắp số 8. Con này có nắp xúc bắp số 8. Thì con này thì nhìn có vẻ như là con này cái nước da của nó đều hơn con này chút xíu. Con này nước da nó hơi sậm hơn, nhưng mà hai con này đều rất là đẹp. Con này thì cái lòng nó đen hơn này, con này cái lòng nó không bằng này. Nhưng mà bít tông nó thì phải nói là hai con này là hàng cực đẹp luôn. Mình hơi tiếc cái là do thằng em mình nó, nhà nhân viên của mình nó chà cái bít tông nó hơi sạch nha anh em. Cho nên là nhìn nó hơi hơi mới ha, bít tông nó hơi mới. Nhưng bít tông này bít tông theo xe nha. Đây mình sẽ quay chỗ ạc cho anh em coi. Đây này. Do là chắc nó không biết anh em, bình thường nó hay thấy là bít tông nó không có chữ, nó có chữ ạc nó rất là mờ. Đây. Để mình xíu nha. Mình sẽ chỉnh cái này lại. Đây. Đây nó có chữ ạc này. Đây, anh em thấy chưa? Nó có chữ ạc không? ART. Đó. Thì nó rất là rõ nha, tại vì anh em mình nó nghĩ là chữ ạc nó hơi mờ cho nên là nó đánh sạch đi cho nó rõ lên. Nó lấy xăng nó chà sạch cho rõ lên, nhưng mà đây, đây chữ ạc này. Đó, anh em thấy đó ha, bê tông rất là đẹp luôn. Này. Bê tông cực đẹp luôn em. Đó, bê tông rất đẹp luôn nha. Thì nói chung là do là cái bê tông em của mình nó lỡ gọi là đánh hơi sạch, rửa nó hơi sạch cho nên là đạt sẽ không có bán giá cao cho anh em. Tại vì mình biết nhiều anh em khó tính thì chúng ta vẫn muốn là cái bê tông nó nguyên bản, nó chưa có đụng chạm gì, nhưng mà cái này mình nói thẳng là thằng em mình, thằng nhân viên của mình nó đã lấy xăng rửa sạch cái bê tông thì nó hơi mới. Nhưng mà mình thì mình nói thẳng là mình thích nguyên bản thì cái bê tông nó mới như vậy thì nhiều anh em sẽ không thích. Nhưng mà vấn đề sử dụng là nó y như bình thường, không có khác biệt gì nha. Thì hai cái bộ đầu lòng này á thì hình thức rất là căng luôn. Nắp xúc bắp chưa mở, một con nắp xúc bắp số 8 này, một con nắp xúc bắp bình thường, anh em thích lấy con nào lấy. Thì mình sẽ bán đồng giá là 4 triệu 3 nha. Đồng giá 4 triệu 3. Thì mình nói thẳng với anh em, giá này mà anh em không mua thì là quá lỗ luôn anh em luôn. 4 triệu 300 ngàn một bộ. Mình nói thẳng với anh em giá này không mua là cực kỳ lỗ luôn nha. Và bao cho anh em là cái gì à, ủa vậy hả, ok rồi, giá xin lỗi anh em nha, giá này là giá giá lộn lộn giá lộn giá giá của hai bộ này sẽ là 4 triệu 400 ngàn nha anh em nha. 4 triệu 3 là lộn ha anh em ha, lộn 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 4 triệu 400 ngàn nha anh em nha. Đó thì anh em nào cần thì liên hệ với mình, nói chung giá 4 triệu 4 là quá rẻ rồi, anh em không phải nghĩ nhiều. Đấy, 4 triệu 400 ngàn một bộ, hai bộ là 8 triệu 800 ngàn, anh em lấy hết hai bộ có bớt cho anh em. Chung giá 4 triệu 4 này thì mình bao anh em giữa cái năm 2023 như này, mà một bộ đầu lòng Estrada đẹp như thế này mà giá 4 triệu 400 ngàn là quá rẻ rồi. Anh em nào cần liên hệ với mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Có hai bộ duy nhất thôi cho nên em tranh thủ nha. Estrada đẹp nha anh em. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Đây này. Nắp nắp đen zin nha. Đây cho anh em coi này, cam cỏ nó hơi bị đẹp luôn em, cam cỏ trắng bóc luôn, thấy chưa, ghê không, không phải đơn giản nha. Này nắp xúc bắp số 8 chưa chạm luôn này, cái nắp xúc bắp số 8 này mà anh em chơi anh em biết rồi, cặp này nếu mà theo xe rim thái hôm nay cặp này bán cả triệu vào một cặp nắp xúc bắp luôn em, rất là mắc tiền nha anh em, đừng so với hàng mới chi, nó khác nhau hoàn toàn nha. Rồi anh em nào cần liên hệ với Đạt nha, cảm ơn quý anh em rất là nhiều.